À, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Như Hoàng Mai. Tiếp tục đó là sản phẩm lên đường một cặp súp 4719X mà hôm trước em Cao đã về. Thì hôm nay xin gửi tới anh Đoàn Vĩnh Thái. Anh Đoàn Vĩnh Thái này là một cái vị khách mà quen thuộc nhất của bên Cao JBL Hoàng Mai. Tức là anh lấy rất nhiều sản phẩm của bên Cao. Đó là vừa rồi cuối năm anh lấy bàn mixer, hai bàn mixer cộng với cả hai cặp 525 và súp 728 anh cũng đã lấy của Cao một cặp. Đẩy Martin bao súp 5.2, hai con Crown 5002 mà trước đây em Cao đã cung cấp cho anh. Và hôm nay tiếp tục đó là một cặp súp 4719X xin gửi anh. Vì sao các bác thấy anh mua nhiều, trong đó cái sân vườn của anh rất rộng, là em sẽ gửi xin anh một cái clip để tất cả các sản phẩm bên Cao và bác đánh theo kiểu sân vườn các bác nhá. Cho nên là bác cũng vui chơi giải trí thôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và tình trạng đẹp xuất sắc khi quay cho anh thì anh cũng sẽ rất là ngỡ ngàng luôn. Tại sao súp đẹp thế, bát như mới luôn các bác nhá. Và đây là có một cục thì em cũng đã đóng gói rồi nhá. Đóng gói rồi đấy, một cặp nhưng mà em nói không biết nó đóng gói vào. Thì hôm nay em về kịp, em bảo thôi để anh một chiếc để anh quay cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc được chiêm ngưỡng 4719X các bác nhá. Xuất sắc luôn. Và tiếp tục đó là một con Crown 5002. Gọi là cái món mà thuộc sở trường của rất nhiều các bác Crown đây. Thì hôm nay em xin gửi anh Đoàn Vĩnh Thái còn một con duy nhất các bác nhá. Đó. Đó. Và rất quen thuộc rồi, không phải suy nghĩ gì nhiều. Tất cả những sản phẩm cũng đã gửi hình ảnh cho tất cả các bác rồi. Sau đây em xin làm tí nhạc sàn. Và các bác nhớ rằng hôm nay em Cao có một chút thay đổi, hát một bài nhạc trẻ để gửi đến tất cả các bác. Sau đây Crown sẽ đánh 4733X và trầm 4719X các bác nhá. Xin mời tất cả các bác cùng nghe tiếng bom khủng khiếp của những cặp súp chết người. We'll be right back.
chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Và các bác đừng quên, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ghi trên màn hình. Để sở hữu những cục power shop, những cục lắp lúc bần và những cục crown bên Cao luôn sẵn để phục vụ tất cả các bác nhá. Xin chào tất cả các bác, hôm nay em sẽ mạo muội xin hát một ca khúc nhạc trẻ, mong tất cả các bác cùng thẩm âm và có cho các cái comment. Rất lâu rồi hôm nay em hát thử một ca khúc nhạc trẻ, trên đó là mic UR4S và 4733X, trần 719 4719X của bác Thái Kiên Giang, và cục crown 5002 cũng của bác Thái. Thế mà em hát trực tiếp trên đó. Xin mời các bạn cùng thẩm âm và cho em các comment, và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like. Trong khi hát thì nó sẽ có tranh phô, vì mình cũng không phải là ca sĩ, cho nên là thôi mình cứ thích bài nào là mình hát thôi các bác. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like các bác nhé. Ok. Something.
Xin cảm ơn tất cả các bạn.